Khóa học kế toán dành cho các bạn mới bắt đầu là chương trình dành cho các bạn kế toán mới bước vào nghề hay những bạn kế toán đã quên mất các nghiệp vụ. Các nhà quản lý doanh nghiệp cũng phải học thêm để hiểu về kế toán của doanh nghiệp. Để hiểu một cách chi tiết đầy đủ về vị trí công việc của một kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp, các bạn hãy đến với khóa học này sẽ giúp cho các bạn hiểu sâu hơn về công việc của một kế toán, nắm vững được các kiến thức nguyên lý kế toán và định khoản nghiệp vụ, hoàn tất mọi báo cáo liên quan và được va chạm xử lý các tình huống thực tế tại công ty. Hãy cùng Kế Toán Việt Hưng tìm hiểu về nội dung của khóa học này. Trong nội dung của khóa học dành cho các bạn mới bắt đầu sẽ được chia làm hai phần. Ở phần 1, các bạn sẽ được học về nguyên lý cơ bản trước khi đi vào phần thực hành. Nguyên lý kế toán sẽ là cơ sở để cho các bạn hiểu về kết cấu tính chất của các tài khoản, cách hạch toán và định khoản với mọi nghiệp vụ phát sinh trong doanh nghiệp. Sau khi học xong phần nguyên lý, các bạn sẽ đi vào phần thực hành, vào chứng từ thực tế của một công ty. Và trong phần thực hành này sẽ được chia làm 3 nội dung chính. Nội dung liên quan đến khai báo đầu kỳ, giúp các bạn tìm hiểu về việc bàn giao sổ sách kế toán từ kế toán cũ, nắm được các số liệu cũng như quy trình của một công ty và thực hiện việc khai báo các dữ liệu đầu kỳ để có được một báo cáo liên tiếp theo các năm, so sánh kiểm tra và đối chiếu sai sót giữa sổ tổng hợp và sổ chi tiết. Ở nội dung thứ hai, các bạn sẽ được làm trên các chứng từ thực tế của công ty, hướng dẫn hạch toán các chi phí đầu vào, bao gồm chi phí mua nguyên vật liệu, mua hàng hóa, chi phí đối với mảng dịch vụ, hạch toán hóa đơn bán ra, phản ánh doanh thu đối với doanh nghiệp, hạch toán các chi phí liên quan đến mua công cụ tài sản cố định, hồ sơ liên quan đến thanh lý và các nghiệp vụ hạch toán đối với hàng bán bị trả lại, các khoản liên quan đến làm giảm doanh thu, các chi phí liên quan đến dịch vụ sử dụng cho doanh nghiệp. Hướng dẫn các bạn hạch toán và xử lý các tình huống thực tế trong doanh nghiệp. Và nội dung thứ 3 hướng dẫn xử lý các số liệu cuối năm để chúng ta lên được một báo cáo tài chính hoàn chỉnh. Phân tích các chỉ tiêu trên bảng cân đối tài khoản, bao gồm chỉ tiêu số lượng tồn kho, công nợ phải thu, phải trả, liên quan đến các chỉ tiêu công cụ dụng cụ tài sản cố định, kiểm tra so sánh lại doanh thu và giá vốn đối với từng mảng, và căn cứ vào bảng cân đối đó để thực hiện việc lên một bộ báo cáo tài chính. Cân đối các tỷ trọng trong báo cáo, thực hiện việc in sổ sách kết xuất và lưu giữ các hồ sơ chứng từ một cách khoa học, cũng như các kinh nghiệm khi thanh tra quyết toán thuế. Đó là các nội dung chính khi các bạn tham gia vào khóa học kế toán dành cho các bạn mới bắt đầu. Đến với các khóa học của trung tâm, các bạn sẽ được lựa chọn đa dạng các hình thức học, bao gồm khóa tự học, học lớp tập trung, lớp online, một giáo viên kèm một học viên. Và đặc biệt là toàn bộ các hóa đơn chứng từ, các bạn sẽ được học trên giáo trình online, trang web kế toán việt hưng.com. Các bạn sẽ nhấn vào xem giáo trình online trước khi đăng ký khóa học. Đây là giáo trình online khóa học kế toán tổng hợp dành cho các bạn mới bắt đầu. Ở khóa học này sẽ được chia làm các phần. Các nội dung từ phần 1 cho đến phần 4 là các nội dung miễn phí. Các bạn có thể mở trực tiếp vào các phần để xem các nội dung. Mỗi một phần sẽ có các chứng từ và mỗi chứng từ có các video hướng dẫn cụ thể cho các bạn từng nghiệp vụ hạch toán trên phần mềm. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ lúc này. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học dành cho các bạn mới bắt đầu bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm 0988680223 để được tư vấn và hỗ trợ.